Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bản vẽ nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà 2 tầng với diện tích là 5 nhân 20 mét vuông và có diện tích là 4 phòng ngủ. Sau đây là các bạn có thể xem mô hình ngôi nhà này. Và chúng ta sẽ cùng vào xem và tham quan ngôi nhà này bằng bản vẽ chi tiết và hình ảnh 3D cụ thể dành cho tất cả các bạn. Đây là tổng thể ngôi nhà. Ngôi nhà này mình sử dụng là 2 tầng và có mái lệch trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua cái ngôi nhà mà mình bố trí. Ngôi nhà này thì ở tầng 1 thì chúng ta sẽ bố trí là phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, phòng vệ sinh, và đằng sau là một cái sân vườn và đằng trước cũng là một cái sân. Vị trí khu tầng 2 thì ở đây mình sẽ bố trí cho tất cả bạn là ở đây có 3 phòng ngủ ở trên tầng 2. Phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 và phòng ngủ 3 ở trên. Có 3 phòng ngủ và có nhà vệ sinh ở trên sảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem chi tiết ngôi nhà này. Đầu tiên là khu vực sân. Sân trước thì chúng ta có thể để rộng ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực cửa chính. Ở đây sảnh thì mình sử dụng là 2 mét. Phòng khách này với phòng khách này thì mình sử dụng phòng khách với diện tích là 5 x 5 là 25 mét vuông nha các bạn. Phòng khách khá là rộng và chúng ta có thể bố trí rộng rãi. Tiếp đến là mình có thể đi vào khu vực phòng bếp các bạn ạ. Đây là khu vực phòng bếp và khu vực cầu thang thì có diện tích là 2 mét và khu vực phòng bếp thì có diện tích là 4 mét nha các bạn. Tính từ mét này là 4 mét. Nói chung là khu vực phòng bếp và bàn ăn được bố trí luôn tại chỗ thì khá là rộng rãi và thoải mái luôn. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng đi vào xem khu vực phòng ngủ ở dưới. Phòng ngủ ở dưới thì có diện tích là mình bố trí là 4 x 4, rộng 4 và dài 4, thì diện tích phòng ngủ này là 16 mét vuông. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng tham quan. Đằng sau thì mình có bố trí một cái góc vườn nhỏ. Chúng ta có thể làm một số những cái tiểu cảnh như là cây hoa hoặc là một cái khu vực ở đây trồng và có thể nào ở đây để nuôi cá cảnh chẳng hạn. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Khu vực nhà vệ sinh thì mình bố trí là rộng là 2 mét và dài là 3 mét các bạn. Đủ thoải mái cho gia đình sinh hoạt. Đây là khu vực tầng 2. Khu vực tầng 2 thì ở đây các bạn có thể xem. Khu vực tầng 2 thì gồm có sảnh này, một cái sảnh, phòng ngủ này khá là rộng luôn. Đây phòng ngủ số 1 và cái phòng ngủ này thì chúng ta có diện tích là 4 x 4. Phòng ngủ này cũng diện tích 4 x 4, rất là rộng rãi và thoải mái luôn các bạn. Nhà vệ sinh ở trên nóc thì chúng ta có sử dụng để luôn những cái tép nước ở trên này. Rất tốt. Bây giờ thì mời các bạn xem chi tiết về bản vẽ này nhé. Đây là chi tiết bản vẽ này. Với bản vẽ này thì ngôi nhà này mình đang sử dụng diện tích sử dụng là 15 mét nha các bạn. Thì ở khu vực phòng khách thì mình sử dụng là với diện tích là 5 nhân 5 là 25 mét vuông. Và diện tích khu vực bếp cộng với cầu thang ở đây là 6 mét. Thì khu vực này khá là rộng rãi để cho tất cả gia đình ăn uống hoặc là nói chung là sinh hoạt. Tiếp đến là khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ dưới tầng 1 thì mình bố trí là rộng là 4 và dài cũng là 4, 16 mét vuông. Ở đây là lối hành lang này thì rơi 1 mét nhé các bạn. Đằng sau sân vườn và tiểu cảnh thì mình để chiều ra 3 mét, tạo ra một cái không gian thoáng. Tiếp đến là nhà vệ sinh.
Với ngôi nhà này thì mình đã bố trí nhà vệ sinh ở phía ngoài, mình không thích nhà vệ sinh ở phía trong. Phía trong nên là mình đã bố trí như vậy. Tiếp đến là khu vực ở trên tầng 2, thì khu vực tầng 2 thì cũng tương tự như vậy. Riêng phòng ngủ đầu tiên hơi rộng, các bạn có thể làm phòng ngủ hoặc là làm một cái sảnh chơi cũng được. Thì ở đây phòng ngủ này vẫn tương tự như những ở dưới, dưới như nào thì diện tích như trên như vậy. Đây là một cái mẫu nhà 2 tầng mà với diện tích là 5 x 15 mét vuông, có 4 phòng ngủ. Mình muốn giới thiệu cho tất cả bạn cùng xem. Nếu như các bạn thấy cái clip này của mình hay thì hãy nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ video này cho thật nhiều người cùng xem nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.